Tại sao khách hàng thông thái chọn Nha Khoa, nơi có bác sĩ chuyên môn, đồng thời là chủ phòng khám để thẩm mỹ sang xứ? Thứ nhất là bác là chủ của Nha Khoa Phương Nam và trực tiếp bác làm cho chị. Thì đảm bảo về cái pháp lý và đảm bảo uy tín của phòng khám Nha Khoa Phương Nam. Thì đấy là cái điều mà khi chị làm thẩm mỹ, chị rất là kỹ tính trong cái việc mà mình chọn lựa phòng khám. Vì là ở Nha Khoa này là bác sĩ là chủ phòng khám ấy, thì mình cảm thấy tin tưởng hơn và mọi cái có một cái bảo hành về lâu dài ấy, mà nó có độ tin cậy hơn. Nha Khoa Phương Nam không chỉ kiến tạo nụ cười rạng rỡ mà còn nâng tầm trải nghiệm của bạn với khả năng ăn nhai hoàn hảo. Hơn 10.000 khách hàng đã tin tưởng và cảm nhận nụ cười rạng rỡ, tự nhiên, chuẩn nhân tướng học và hài hòa với khuôn mặt, khả năng ăn nhai thoải mái, sức khỏe răng miệng bền vững. Thì nếu mà so sánh cái nụ cười trước khi mà chưa làm răng sứ tới khi mà chị đã làm răng khờ sứ thì chị thấy chắc chắn là đẹp hơn rất nhiều. Và để chấm điểm thì chắc là ngày xưa chắc được 5 điểm thôi, nhưng bây giờ chắc là được điểm 10. Qua cảm nhận thì mình thấy bác sĩ Phương ở đây thì quản lý thì rất là nghiêm túc và nghiêm khắc. Và ngoài ra bác sĩ có một cái chuyên môn cao, bác sĩ rất là tận tâm với cả khách hàng và cũng là rất update cái thẩm mỹ, xu hướng thẩm mỹ. Khách hàng thông thái chọn Nha Khoa Phương Nam, chọn sự an tâm với chi phí hợp lý, răng đẹp như ý. Liên hệ ngay hotline 0941 944 977 để đặt lịch thăm khám và nhận tư vấn trực tiếp từ bác sĩ chủ phòng khám.